Quýnh Nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mấy chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh Nhà nhé. Thì mới vừa đây Quýnh Nhà có nghe được một cái thông tin vô cùng là sốc từ phía bên những người luôn yêu thương và ủng hộ đồng hành cùng với lại chị Loan trong cái thời gian vừa qua. Là một cái trang fanpage vô cùng là lớn, một lượng quý vị khán giả đông đúc lắm quý cô chú anh chị đã vào trong đó để mà có thể là ủng hộ cho chị Loan. Và theo như cái tình hình mà tất cả mọi người đã cập nhật, đó chính là cái trang fanpage này đã được rao bán. Và mọi người cũng đã cập nhật thêm là cái người mua đó quý cô chú anh chị chính là cái cô ve kia. Thì thực tế để mà nói một cái trang fanpage mà được lập ra đó quý cô chú anh chị, thì chúng ta đều phải có một cái tư tưởng và cũng phải chuẩn bị một cái tinh thần rằng là cái trang fanpage đó sẽ được bán đi bất cứ lúc nào. Bởi vì nếu như nó thu về một cái khoản lợi nhuận to lớn cho bất kỳ một cái người nào đó đã lập ra cái group đó, thì chắc chắn với quý cô chú anh chị em rằng là cái miếng mồi ngon như vậy thì không có lý nào mà họ chỉ để phục vụ cho cái việc rằng là bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cho chị Loan, đúng không quý cô chú anh chị? Cho nên rằng là quý cô chú anh chị em cũng đừng có nên hoang mang hay cũng đừng có nên suy nghĩ vì những cái sự việc mà những cái người đã làm đối với cái group đó. Vì của nhà nghĩ rằng là không sớm thì muộn thôi quý của chú anh chị. Bởi vì sao ạ? Cái trang fanpage này là do ai lập và cái người đó có thật sự là đáng tin cậy để chúng ta có thể là tin hay là không, hay là người ta làm một cái cần câu để làm một cái mồi nhử đó quý cô chú anh chị. Rồi khi mà quý vị khán giả, quý cô chú anh chị em mà yêu thương đồng hành cùng với lại chị Loan, muốn ủng hộ cho chị Loan á, người ta vào trong cái group đó thì tất yếu rằng là cái group đó càng ngày nó sẽ càng lớn mạnh lên. Và đương nhiên á, khi mà người ta thấy rằng là cái group đó nó có lợi quá thì tất yếu rằng là họ sẽ muốn thu cái lợi nhuận đó về cho bản thân của họ. Thì bản thân của quý cô chú anh chị em á, chỉ nghĩ đơn giản rằng là mình vào để mình ủng hộ thôi, rồi mọi người cùng đồng thanh cùng lên tiếng để cho mẹ coi nhà số bào có thể là sao kê. Nhưng mà cuối cùng rằng là chưa có hoàn thành được bất cứ một cái việc gì thì cái trang fanpage đó chính thức đã bị rao bán. Và hiện tại bây giờ thì nghe đâu rằng là cái group đó đã được đăng tải những cái hình ảnh cũng giống như là cái bài viết có liên quan đến cô ve và muốn ủng hộ cho cô ve. Thì chung quy tóm lại đó quý cô chú anh chị, cũng không có gì mà chúng ta cảm thấy bàng hoàng hay là khó chịu gì cả. Bởi vì sao ạ? Nếu như cảm thấy rằng là trong cái group đó nó đã không còn một cái gì đó để cho chúng ta tin tưởng nữa thì quý cô chú anh chị em có thể là thoát ra. Nó đơn giản là như vậy thôi ạ. Còn về cái vấn đề mà chúng ta có thể là ủng hộ cho chị Loan thì mình có thể là mình lập ra một cái group mới và một cái người vô cùng là đáng tin cậy để cho tất cả mọi người có thể là tin cậy vào cái người mà lập ra cái group đó để chúng ta có thể là theo dõi sát sao về cái sự việc của chị Loan. Nó đơn giản là như vậy thôi. Còn về cái vấn đề đó quý cô chú anh chị, những người mà thu lợi nhuận trong cái câu chuyện của chị Loan thì tất yếu rằng là đến một lúc nào đó họ sẽ không bao giờ mà có được một cái con đường tươi sáng. Quýnh Nhà tin là như vậy. Và mới vừa đây đó thì Quýnh Nhà lại cập nhật thêm một cái thông tin nữa, đó chính là cái thông tin về cái câu chuyện trong cái ngày lễ tạ mã, coi như là cái ngày lễ tạ mã nha quý cô chú anh chị. Tại vì ngay từ đầu Quýnh Nhà đã nói rằng là cái ngày đó chưa chắc nó đã là cái ngày lễ tạ mã. Có cái khả năng rất là lớn là mẹ coi nhà số bào dựa hơi vào các câu chuyện là làm lễ tạ mã để rồi có thể là cúng kiến hay là yểm bùa hay gì này nọ các kiểu trên cái mộ phần của chú Năm thì sao. Bởi vì lẽ đó đó quý cô chú anh chị, những gì mà mẹ con nhà số bào đã từng làm á thì chắc chắn rằng là không ai dám tin. Và sở dĩ rằng là nhiều người mà người ta thương chú Năm, thương chị Loan, người ta xử sự như vậy thì đương nhiên rằng là người ta đã thấy được cái cách thức cúng kiến nè, rải nước nè, hay là những cái chiêu trò để có thể là yểm đó quý cô chú anh chị. Cho nên rằng họ đành phải xử lý theo một cái biện pháp mạnh riêng biệt dành cho mẹ con nhà số bào cùng với lại đồng bọn thôi. Và mới vừa đây thì Quýnh Nhà cũng có cập nhật cái thông tin nhiều quý vị khán giả cũng lên tiếng nói rằng là mẹ con nhà số bào xuống làm lễ tạ mã cho chú Năm xong thì lại liên hệ với phía bên chủ của Hoa Viên để mà cập nhật thêm những cái gì đó lên trên mộ của chú Năm. Thì như quý của chú anh chị em cũng đã biết, phía bên Hoa Viên người ta cũng đã gửi một cái thông báo
riêng cho chị Loan rồi. Có nghĩa rằng là tất cả những gì có liên quan đến cái mộ phần của chú Năm á đều là do chị Loan là cái người xử lý và quyết định. Và họ cũng sẽ không bao giờ mà tự tiện tự ý để cho mẹ con nhà số bào này có thể là yêu cầu thế này yêu cầu thế kia lên trên cái mộ phần của chú Năm. Cho dù là mẹ con nhà số bào hay là bè phái có viết hàng trăm hàng nghìn cái bài thơ muốn đặt lên trên cái mộ phần của chú Năm thì cũng không bao giờ đặt được nha quý cô chú anh chị. Cái điều này là chắc chắn 100%, tại vì hợp đồng nó còn đó, giấy tờ sổ sách nó còn rõ ràng, có chữ ký của chị Lo như thế đó, thì chắc chắn rằng là ở phía bên Hoa Viên á, người ta quản lý mà rất là nhiều người ở trong đó, chứ không phải đơn giản rằng là chỉ riêng một cái mộ phần của chú Năm. Cho nên rằng là họ sẽ làm theo giấy tờ, không bao giờ tình riêng hay là thế này thế kia đối với mẹ con nhà số bào cả. Giờ có nói cỡ nào đi chăng nữa thì những cái ý kiến ý cò của mẹ con nhà số bào sẽ không bao giờ mà được chấp thuận. Cho nên quý cô chú anh chị em cũng đừng có lo lắng về cái khoản này. Và quý nhà nghĩ rằng là tất cả những gì mà mẹ con nhà số bào đã làm á quý cô chú anh chị thì cũng chỉ qua là muốn lấp liếm cho cái sự việc sau kia. Bởi vì sao ạ? Bản thân của họ bây giờ là đệ đơn đi kiện chị Loan rồi. Cho nên rằng là khi mà ra tòa thì nó sẽ bung bét hết tất cả mọi thứ. Và khi mà bung bét hết ra thì tất nhiên rằng là cái nào là cái lý, cái nào là cái tình hay là cái nào sai khuấy hay gì này nọ các kiểu thì nó cũng sẽ được mổ xẻ ra toàn bộ. Bởi vì lẽ đó đó, cho nên rằng là qua cái lá đơn kiện của mẹ con nhà số bào á, nó cũng giống như là một cái cách để giải thoát cho chị Loan. Bởi vì sao? Nếu như không có cái đơn kiện đó thì chắc chắn đến hiện tại bây giờ chị Loan vẫn còn nghĩ mẹ con nhà số bào là người thân ruột thịt của chị ấy. Và cũng không thể nào mà dè chừng được mẹ con nhà này. Cho nên rằng là chú Năm chú vô cùng là linh thiêng nha quý cô chú anh chị. Khi mà chú nằm xuống rồi á, chú để cho tất cả mọi việc nó đều được ra ánh sáng cả. Và những gì mà thuộc về chị Loan thì vẫn mãi mãi là thuộc về chị Loan. Cho dù mà có viết đơn kiện thư 5 lá, 6 lá hay là 10 lá đi chăng nữa thì cũng không bao giờ mà làm ảnh hưởng gì tới cái tài sản của chị Loan đang được thụ hưởng. Bởi vì lẽ đó đó quý cô chú chị, cái vấn đề mấu chốt hiện tại bây giờ quý nhà nghĩ rằng là mình cũng không cần phải lo lắng về cái vấn đề kiện tụng của mẹ con nhà số bào. Mà cái mấu chốt ở đây đó chính là nếu như quý cô chú anh chị em nào mà đã từng đi trong cái tang lễ của chú Năm hoặc là đã từng gửi tiền vào trong 11 cái số tài khoản được đăng lên trên mạng xã hội của bè phái bên phía mẹ con nhà số bào á, thì chúng ta có thể là cập nhật trên một cái trang web mà chị Loan đã đưa lên để có thể là củng cố lại tất cả những cái danh sách. Thứ nhất ấy, những cái danh sách đó có thể cho chúng ta biết rõ rằng là bè phái bên phía mẹ con nhà số bào đã ăn trắng trợn như thế nào. Thứ hai, nó cũng sẽ là một cái bằng chứng thép để cho chị Loan có thể là giải bày tất cả những cái câu chuyện mà mẹ con nhà số bào đã từng làm. Và những cái đơn kiện mà mẹ con nhà số bào đã đưa ra cũng chỉ qua rằng là muốn lấp liếm cho cái sự việc sau kia. Và chung quy tóm lại đó quý cô chú anh chị, thì của nhà nghĩ rằng là cái thiện đó sẽ luôn luôn là chiến thắng. Và đương nhiên rằng là mẹ con nhà số bào cũng sẽ trả giá cho những cái gì mà họ đã từng làm, từng đối xử với chị Loan cũng giống như là chú Năm. Và quý cô chú chị em biết không, lúc còn sinh thời á, chú Năm cũng đã từng kể cho Bùm Bùm là đứa cháu của chú Năm khá là nhiều cái câu chuyện có liên quan đến mẹ con nhà số bào. Và chắc chắn với quý cô chú anh chị, minh chứng sống vẫn còn sờ sờ ra đó, ví dụ như là bạn Mỹ hay là bạn Bùm Bùm. Cho nên rằng là mẹ con nhà số bào có nói cỡ nào thì tất cả mọi người vẫn không thể nào mà tin nổi. Cho nên á, trước tòa thì đừng có nói cái lý do rằng là phải có tình có nghĩa hay là chị Loan thế này thế kia, nó không quan trọng. Mà đã ra pháp luật rồi thì phải giải quyết theo cái vấn đề được gọi là luật pháp, đúng không quý cô chú anh chị? Chứ đừng có nói rằng là tình lý hay là nghĩa. Tại vì vốn dĩ ngay từ đầu chị Loan đã muốn giải quyết theo cái vấn đề được gọi là gia đình, nhưng mà mẹ con nhà số bào thì vẫn chối đay đẩy và không muốn liên can gì tới chị Loan và cũng không hề muốn giải quyết theo cái vấn đề được gọi là gia đình. Vì mẹ con nhà số bào này á muốn thể hiện cho chị Loan biết được rằng là nếu như chị Loan mà không làm theo ý của mẹ con nhà này thì chắc chắn rằng là mẹ con nhà số bào sẽ không bao giờ mà để cho chị Loan yên. Nhưng mà chung quy tóm lại đó quý cô chú quý chị, cuộc đời này á đương nhiên rằng là những cái kẻ xấu á luôn đi hãm hại người khác á sẽ không bao giờ mà có cái kết cục đẹp. Cho nên rằng là của nhà tin chắc
cái phần thắng trong cái vụ kiện sắp tới đây sẽ thuộc về chị Loan. Và mới vừa qua mọi người cũng đã nghe được những cái thông tin từ phía bên của chị Ni đã lên tiếng nói và khẳng định vô cùng là rõ ràng tất cả những cái giấy tờ thủ tục mà chị Loan đã từng chuyển sang tên, tất cả những cái tài sản do chú Năm để lại đó quý của chú chị, nó đều là hợp pháp, nó đều là hợp tình hợp lý, nói chung là tất cả trên giấy tờ nó đều là hoàn toàn đúng đó quý của chú anh chị. Cho nên rằng là mọi người cũng đừng có nên lo lắng quá, tại vì giấy tờ mà chính xác và chuẩn theo cái quy định của pháp luật đó quý của chú anh chị thì cũng không có sợ gì với mẹ con nhà này. Ok, cái đoạn video này của Cút Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái đoạn video này của Cút Nhà nhá. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.